Ok, hello mọi người. Rồi, hôm nay mình sẽ làm một clip chi tiết về cái bộ 15mm rod holder của Toyota mới ra nha. Thì bộ này chỉ tác dụng duy nhất thôi. Nó bắt vào khung và nó kẹp những cái đũa nhỏ như vậy, dùng để gắn những bộ polo pocket của Sportage Toyota hoặc là những cái hãng khác. Thì những trường hợp là bạn thường mua những bộ polo pocket nó có sẵn rồi. Khi bạn này mất thôi, trường hợp này mất cần thay thế thì bạn sẽ mua những cái bộ này nha. Nó được cái này nó gọn nhẹ và tùy theo bạn sẽ up bạn muốn gắn như vậy. Ngay tốt trên tốt nè, ở bên hông đó để bạn gắn những cái bộ đũa đó, thì mình sẽ gắn minh họa nha. Tùy khung, ví dụ như khung Smotric của mình đi A7C2 thì đây là một cái khung nhỏ nên cái lỗ ốc á, với cái chiều dài khung nó không có nhiều, không có nhiều lỗ ốc đó, thì mình chỉ gắn được một cái ốc 1.4 phía bên này thôi đó. Mình sẽ gắn thử cho mọi người xem. Rồi, mình đã bắt một con 1.4 ở đây nha. Đó, nhìn này rất là chắc đó. Từ đây bạn sẽ kẹp cái đũa nè. À, đây là cái đũa trong cái bộ polo pocket nè. Mình sẽ không có dùng cái bộ bắt kẹp cái bộ đũa của Sportage nha, hoặc Toyota luôn, này mình dùng cái bộ này thôi đó, cho nó gọn hơn. Nó vẫn gắn bình thường, siết lại. Ok, đó, vậy là bạn có được một cái chỗ gắn đũa cơ bản nè. Bạn có dùng những bộ polo pocket của những hãng khác, những bộ không dây luôn cũng được đó, bạn cứ gắn vào đó, làm cũng khá đẹp. Full kim loại, hai ốc 1.4 hoặc thường người ta mua cái này trong trường hợp bị mất thôi, đa số là bị mất á. Khi mua cho miếng bộ nó kẹp theo rất là khó thì bạn phải mua riêng, thì mua cái này thay thế vô thôi thì dùng bình thường đó. Ok, rồi từ đây bạn sẽ kẹp cái bộ polo pocket vào đó, ví dụ như là của mình là Simon Rick đi đó, mình sẽ để vào, mình sẽ kẹp vào. Ok, vậy là xong đó, cực kỳ gọn luôn. Từ đây qua đây bắt thôi. Rồi, đơn giản. Ok, vậy là mình đã xong một cái setup gắn polo pocket dành cho máy ảnh với lens kết hợp với khung và dùng một cái bộ kẹp đũa 15mm của Toyota nha. Bộ này mình thấy đẹp nè, gọn nhẹ, để mình lấy về mình bán. Rồi, các bạn cần liên hệ mình luôn, giá cực kỳ tốt cho mọi người nha. Thank you.